Xin chào mọi người, mình là mẹ của Sugar. Hôm nay mình lên cái clip này là để nói lời cảm ơn đến tất cả các vị khán giả thời gian qua đã luôn ủng hộ chúng mình. Mặc dù là dạo gần đây chúng tôi không đăng video của Sugar, video dài của Sugar nữa, chỉ thỉnh thoảng update một số video của Sugar thôi, nhưng mà tình cảm của mọi người cũng như là sự ủng hộ của mọi người khiến cho mình rất là xúc động. Mình một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe và hạnh phúc, luôn luôn có niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì sửa chữa cho nên là Sugar không có chơi ở ngoài sân đó, không có chơi ngoài sân, sợ rơi trúng đồ trúng Sugar bị thương nè, cho nên là bây giờ mình đi tìm Sugar ha. Không biết Sugar ở đâu rồi. Sugar ơi, Na ơi, đây mẹ coi, mẹ coi, trời ơi. Nô cũng muốn hả? Nô, lại đây. Giỏi. Thuyền quá trời, lấy giúp đây. Đó. Cười lên. Đi tìm Sugar ha. Đi tìm Sugar, Sugar ơi. Con đâu rồi Sugar? Sugar đây rồi. Sugar, con đang ngủ hả?